Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay thì bên nhà Bác Tư mình có đám giỗ của Bác Tư gái các bạn. Nên sẵn đây mình quay clip về đám giỗ của người miền Tây cho các bạn xem ha. Thì do Tết gì vừa rồi á, do dịch bệnh nữa các bạn, nên con cái của Bác Tư không có về. Thì hôm nay sẵn đám giỗ Bác Tư gái nè, nên con cái về đông đủ lắm. Con cháu chưa. Nhớ gì vậy, nhớ cô giáo em là cô giáo em. Trời ơi, Tết giờ không gặp mình, gặp mình nó câu buồn dễ sợ đó. Đen quá hả? Dạ. Đi. Đen ngoài nắng không hả? Dạ. Đi ngoài nắng không vậy? Có ngày em đi ngoài nắng không à. Chị thấy em ốm nữa. Chịu rồi chị ơi. Quá. Đây là chị ba, con gái của Bác Tư. Cô giáo ở ngoài Bình Dương nữa. Đây là 17, là em ruột của Bác Tư gái. Khuôn mặt thân quen khỏi giới thiệu. Nói chị dùng mẹ của ếch nhiều chuyện. Ơ mén. Đang quay hả? Đó đó, đó đó, đó đó. Chào mọi người. Trời ơi, cả nhà. Hả dạ? Ông giống ếch nhiều chuyện gì hết à. Chào cả nhà. Đây là chị Thí. Con gái thứ năm của Bác Tư. Giờ Tết không có về nên đông đủ. Đây là chào mọi người. Đây là chị cả của Bác Tư. Gia đình Bác Tư. Trời ơi. Chị hai các bạn. Ồ, ở đây món gì đâu hoành tráng vậy ta, thấy bài bản như vậy. Ồ, cà ghi vậy, còn cái nồi gì bên kia chà bá nữa à. Khui gà gì? Gà hấp. Nhìn chưa, nhìn hấp dẫn chưa. Đúng, đám tiệc có khác ha, quất hũ đường công nhận nhỏ dễ sợ không. Đây là thịt bò xào Phú Hoa. Đây là món gì mình bó tay? Lẩu, lẩu cá đó. À, nghe nói quảng cáo gì, nghe Dũng nói là con cá gì 8 kg cái chấm không? À, đây. Đây 7 nè. Cá 8 kg không quay đâu. Cái này con cá gì vậy? Cá chấm cỏ gì vậy? Bộ giống như con cá ấy con ha. Cá chấm này giống như con cá gì mà dữ nha. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Cái giống cỏ này thường ở dưới bè mình câu tôm bạn của chú Liêm Sáu dưới đó, mình thường quay các bạn. Đó, cá chấm cỏ nè. Cá 8 kg thì ớn lạnh không? Mẹ mình. Mén về nào mé. Mày đang quay camera mày kêu tao mén rồi lỡ bạn bè tao xem nó biết biệt danh của tao sao mày? Có chồng một lửa một còn ngại ngùng gì không biết nè. Ngại ngùng. Còn ngại ngùng gì nữa? Ngại gì nữa mà ngại. Ngại gì nữa ngại. Ồ, món này món chuối này mà luộc hấp nấu ăn ngon lắm trời. Chú Ngự nè, lâu lắm rồi cũng mới gặp nó nè. Chú Ngự nữa bạn nói về chú Chính, bạn nấu ăn là số 1. Ở đây là mấy cái mới gặp. Cái dao nào nhỏ không? Cái mì. Thì đám tiệc thì ở miền Tây thì không thể nào thiếu nè. Bánh ít, bánh tét. Này là số ít thôi, còn cái trên kia nữa. Này để mình sắp xếp mình cúng thôi. Có 2 chiếc nó góp cái gì đó. Có này. Chơi mày nguyên khứa là vẽ ra gì bậy. Ồ ồ. Là con dâu Bác Tư. Ồ đại ca. Nè anh Thi con trai thứ tư. Bảy bữa nay bạn đồ đẹp chứ ta. Hôm nay đi
ăn cũng dở mà, mặt còn đẹp. Dạ, dạo này mà quay clip nấu ăn là trước khi mà quay là cũng trang điểm nhẹ lắm đó nha. Đúng rồi, không có giường đâu. Đó là em trai Út mình đó. Đỏ 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 đó, anh kế của Út Phu đó. Hôm nay về sẵn dịp làm giấy chứng minh đó bạn. Đổi giấy chứng minh đó nên về luôn. Về bữa mà hoàng qua hôm sau đi lên Sài Gòn rồi. Nào vợ bạn ít biết không? Đó, anh trai kế Út Phu đó. Em trai Út. Ai muốn cô Phu phải bước qua sát của đây. Nó nói chơi vui bạn. Chứ thường Út Phu ăn hiếp đó, hiện khô à. Này anh Thi này là con thứ tư của bác Tư. Còn ba của ớt nhiều chuyện á là thứ sáu. Ba của ớt nhiều chuyện đó. Dấu. Về nào dấu? Về sáng sớm hả? Anh mới về sáng sớm hả? Nè. Dạ em khỏe. Đây là anh Vũ, là tức là con rể bác Tư mà. Chồng của chị ba nãy ở Bình Dương á. Thì hồi lúc trước cũng có thời gian lúc mà mình mới lên Sài Gòn mình làm, mình học nghề điện lạnh á, lúc đó nhỏ lắm bạn ơi. Tại mình học tới lớp 9 là mình nghỉ rồi, vừa nghỉ mình nhớ như học lớp 9 mới được có 1 tháng 2 tháng. Ồ vừa hết lớp 9 chứ. Là vừa lên lớp 10 được 1 tháng là mình nghỉ á, rồi mình lên Sài Gòn mình học nghề á. Thì lúc đó thì anh con rể của bác Tư nè, nhất là anh Vũ chị ba nè, cũng vừa học ra trường. Thì lúc đó lên trên đó, hồi đó cũng sống cực khổ lắm mà. Mình, anh Vũ, chị ba, rồi chị Thí hồi nãy đó, rồi anh Thi nè, con bác Tư nè, là 5-6 người mướn phòng trọ chút xíu ở mà. Nói chung hồi đó cuộc sống hồi đó khó khăn dữ lắm. Tại mình thì nói chung trong gia đình thì mình anh cả lúc đó mình lớn nhất, còn mấy đứa em mình thì còn nhỏ nên ở dưới quê. Nghĩ là cũng nhiều kỷ niệm. Hồi đó bạn tin ông 5-6 người mà cái quạt gió bạn mà cái quạt điện á, một cái quạt có chút xíu bự hơn, nói chung bằng 2 lần bấm tay mình vậy nè. 4-5 người chứ có cái quạt mà lớn đó, mà có phòng trọ Sài Gòn bạn biết rồi, không khí nóng nực oi bức. Do sợ nói chung mình lúc nó khổ mà sợ tốn tiền điện tiền này tiền nọ lắm, nên 4-5 người xài cái quạt điện chút xíu mà nóng trời ơi, Sài Gòn có nóng. Mén ngày sưu tầm đâu mới xài nhỏ dư mén. Chờ tôi hình thăm neo. Ớ quả không? Quà. Quà mình đâu à, quắp rồi. Ồ sắm được cái lo hoành chén ha. Chà bá lửa. Này đỡ tốn tiền mua kẹo kéo. Ủa đỡ tốn tiền thay kẹo kéo bạn. Thì đây thì là bác ba của mình, tức là anh ruột của ba mình với anh ruột của bác Tư á. Đại bác Tư thứ tư, cái này bác ba mình thứ ba, còn ba mình thì thứ tám là Út rồi. Nãy cô 7, cô 5 rồi á, là chị kế của ba mình. Còn đây là bác Tư gái, bên đây đám giỗ của bác Tư gái. Thì bác Tư gái mất cũng khoảng 4 năm bạn, hơn rồi, 4-5 năm. Còn đây là bà nội của mình. Còn đây là bà Cóc. Thì dưới bác Tư thờ đây, còn ở dưới nhà mình á, thì ba mình là Út nên ba mình thờ ông nội rồi mới bà kế tiếp rồi đó. Đây là mấy chị em, mấy em chứ con của mấy em của bác Tư gái, con để dưới ngoại. Bữa nay nói chung là Út Phu có công chuyện mà đi Cần Thơ rồi nên không có ở nhà.
Cái này hồi mình bắt gà lên nóng nóng mình trụng hay sao vậy bà? À, xào. Không qua. Để dầu lên cái đổ này vô xào. Ừ, qua ta nói vậy. Vô cái thùng gì lên đem vô. Thùng hả? Ừ. Thôi kệ sắp gà, cải con đi khỏi. Gà nướng lá lót hả? Nướng ớt hả? Ủa sao nghe từ bữa nay nghe giọng chị ba nó hơi càng càng ra? Nhớ hồi đó âm thanh hai khoai chép không mà đâu có bát đâu, giờ bát rồi. Gõ đầu trên quá khang đi. Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp. Ủa mấy đại ca nhỏ nhỏ đâu mất tiêu hết trơn rồi. Một phòng giống hả? Quậy giống hả? Quén giỏi ghê ta. Ở Bình Dương bán nước tương đó bạn. Cái cũng ở gần em rể Bình Dương bán nước tương của mình á. Cũng mấy chị em cũng ở chánh gần gần nhau chánh không. Thì mẹ mình đang nấu mấy cái món. Ủa? Cá gọi thịt. Ủa cái này anh chạy xuống Vĩnh Long lấy là anh hả? Bên chợ Hòa Lộc. À bên chợ Hòa Lộc hả? Trời ơi, câu cá, câu tôm dưới chỗ cũng cá chấm cỏ nè, cũng 6-7kg, không còn nào, con nấy nhìn thấy ớt lạnh chứ. Thằng nào mà nó mở miệng ra nó mới có kệ đâu. Mấy bà phải hiểu chứ. Thằng con mà có kệ chưa? Chưa, con mà em gái nhắm, gái đâu mày ơi? Tao không thấy con nào mê mốt mà làm bà nội mà mất hồn chứ. Gì bỏ chảo đó nha. Sao cá? Sao cá? Cái gì? Cá sao? Ủa rồi. Bây giờ đi ăn muối ớt hay là làm? Nè nè nè, múc nấm em đi. Múc nấm bắt cá lên rồi bỏ gì? Bỏ bắt lên ha. Hậu dùng. Hả? Không sao luôn. Hậu dùng. Rồi cái món cá chà bá lửa đó làm món gì? Lẩu luôn hả? Lẩu cá. Bảy dạo này nhìn thấy đẹp gái ra bảy. Đâu rồi đâu. Các bạn nào mà xem cái clip chấm lương mình nhốt thu bạn biết à, cái vườn ổi mà kế cái vườn ổi mà bỏ quang ăn đó là vườn của thứ bảy. Thứ bảy thì em ruột của Bác Tư gái. Thì thứ bảy với Bác Tư gái mình nó thì có chồng sát bên luôn, như hạn như đây nhà Bác Tư mình phải không, thì thứ bảy thì nhà có chồng cách 2 căn à, nói chung là hai chị em mà gả ở trên đây hết luôn, sát bên. Năm nay công ty dịch bệnh có giảm biên chế không chị thấy? À, 2 đứng 3. Rồi anh Thi lại 4, này 5. Rồi anh Khang là 6, còn người em trai Út nữa là 7. Anh kế phương Dũng à. Lúc trước có đi về đây có dịp đi thăm mấy gắn mình lặng than trời luôn. Hết nhiều chuyện đâu rồi. Hết nhiều chuyện nghĩa rồi đâu hết rồi. Rồi ơi, chào cả nhà các coi. Chào cả nhà. Hết nhiều chuyện. Hết nhiều chuyện. Chào cả nhà. Dễ thương không ạ? Không qua xa coi, chúc chúc coi. Nè, lật. Chúc chúc cả nhà coi. Ờ, lo chê à. Hồ quá trời hôm nay. Ha.
ai gì sao không thấy ai hết trơn, ai ngại vô trong phòng xuống rồi. Này đây là con gái của anh Thi nè, dễ thương quá trời, quắt chồng quay Thi cần đi nằm nè nè dễ thương rồi, quắt chồng quay cưng lắm đó, chạy là ba rồi đó. Gì đâu thấy quay phim sợ chạy ra mày đó à. Hai rồi bà ổi bán được nhiêu ký bà hai? Cười hoài đại gia ổi mà. Mỗi lần cắt là đâu cả chục tấn không các bạn? Thấy ghê không? Bạn nghe thấy ghê không? Ghê không? Khoái cười. Nè, cưng quá trời, mắt trời quay. Mắt cỡ. Cưng lắm bạn ơi, con gái cưng lắm. Này bắt từ cúng. Chưa đúng rồi. Chị chẳng chơi mấy anh đi. Con chẳng chơi mấy anh đi. Có cỡ chạy miếng. Dạ. Chà đám giỗ cúng ngụ ngoại không có gì trời. Đại Nam. Ngụ dùng Đại Nam à. Yến Tủ Thành. Yến Tủ Huỳnh. 700ml hả? 35% won. Tổ yến tươi Đại Nam, gạo nếp. Thì nói chung con cái như mà em gái mình bạn với bên bác Tư rồi nè, cũng có mấy người làm trong Đại Nam á. Cua Dũng Lò Voi và Phương ạ. Cười giòn dữ ta. Mà đang nói xấu con cái rồi, lớp 1, lớp 2 có nghệ rồi. Thank you.
dỗ người miền Tây Tết nhất là không thể nào thiếu món thịt kho vịt để bánh mì cà ri. Quay YouTube. Đây con ghế thứ năm quán tư cũng ở Bình Dương á. Ổng nói năm nay Tết anh thấy không về, ổng buồn quá trời buồn. Cốt của ba mình đó bạn, đấu ghê lắm, từ sáng tới chiều tới sáng mai được mà. Ủa cái này, hai mâm lần hả mấy tớ? Thấy giống nhau, hai tô nữa kìa, hai tô cà ri với hai tô bánh mì. Bữa nay cái độ nó cũng nhẹ. Bây giờ ở miền Tây các bạn nấu ngụ gạo như hồi đó cũng ít nha bạn ơi, chứ không được nhiều như hồi đó. Giờ dạng đâu là xa lắm, có một nhà họ nấu thôi. Chứ còn hồi đó thì nói chung người ta nấu nhiều lắm. Nén lại bạn đồ xì tin, nén mấy thay đồ gì bạn đồ xì tin vậy? Trời ơi, biết quay phim hay sao? Kiếm tính kiếm ông nào cái gì á? Bà chị em đó, như đời nổi không? 2-3 năm. Chị có quen với chị vợ của anh gì tầm chị tên Úc gì Úc Gu gì đó. Cái nghe Úc cái nói chị là em hay là chị của chị vậy chị? Con này Lan mấy con này Lan mà. Xạo biết là xạo mà tao mà lớn biết xạo. Giờ đó nói chung tôm nuôi là nhiều bạn. Nhìn cái tôm thấy mê không? Con nào nó bành bành. Nhưng mà giá không nhiều bạn, tôm nuôi mà. Tôm nuôi tôm sông khác nhau nhiều. Ăn nói chung là tiền nào của đó. Em mới nói là em của chị đó đó. Ở nó nói sao thích chị này với chị giống chị đó quá. Hả? À, nhìn sao giúp chị? Nên để tên xấu sao giúp được. Ủa nó tên xấu giống mà. Người đen người chắc đây. Cái gì đó? Trời đất ơi bà này. Tắt sớm nè. Được rồi, rửa quay á. Bạn coi ba chị em coi có giống nhau không? Đâu giống không? Nhưng chị ba này là giống bất cứ gái nhất nè. Người dính đuối, người với đồng bằng á. Đó này là 2, 3, 4. Rồi ngồi đó 5. Anh Khen là anh Khen 3 ếch điều kiện là 6. Cái này không đi vô không chịu đợi nó để cho đi đuối. Sao mà tôm mà có con đuối không đây? Con này không làm không ăn uống gì hết trơn. Tao ớt dữ trời. Gì đâu, 2-3 lũ thủi đâu trong bếp ta. Ăn dụng vô đây gì lũ thủi ta. Ai? Gì nào? Còn Sang có về không? Dạ. Gà này như gà anh Khang nuôi mà phải không? Gà tre nữa mà, gà thái vườn giống như gà bên mình vậy đó. Ăn là khỏi chê luôn á.
chè gặt luôn, chè gặt luôn này, mía cá nè, này cá chà, cá này 8 kg đúng là làm đám lọ dỗ ăn không hết. Thôi đi câu tôm mà con nào nó chành bành con cũng 7-8 kg gì không đó. Ủa món tôm làm gì mẹ? Nướng luộc luôn hả? Hai món hả? Bên 7 con hả? Mình tôi lấy 2 con nữa. Ê cho 2 con nữa đi. Giết nó con với mẹ ơi. Tôi chẳng này. Ừ. Mẹ mày lên trực tiếp hoài nha. Mẹ mày đi ra nè. Quá trời ơi. Trời ơi ông tình mẫu mày. Trời ơi vậy. Tôi né gì lắm. Tôi né. Tao này chị mua nhiêu cái gì không? Như mẹ chị mua. Vậy hả? Mẹ chị mua hả? Ừ, mẹ chị mua rồi. Mua tôm bự không ha? Tôm bự. Con mua này mua tôm luộc à. Trăm mấy á? Trăm mấy mà tôm này xứng đáng chứ em phải. Dạ mình như nào mà hỏi là như 140-250 vậy đó. Rẻ vậy mày? Tôm bự không hả? Tôm bự bự không hả? Tôm xong hả? Dạ. Ý là con mua gì anh Long? Nè về sáng con nói tôm xong á. Trời ơi. Tao tao có đón tao gửi sáng này mua dùm tôm này của ta tao thấy thấy quá trời vậy nè. Tôm thì con bành bành luôn. Dạ đáng. Tôm mời đi câu kéo được mấy con này đã các bạn. Dạ. Đã tay đã tay. Là giờ đang có trực tiếp luôn hả? Cái nào hay để đốt vô là dở. Cái nào hay để mấy bà đăng YouTube này ca nhạc ầm mì phát trực tiếp đồ thấy ớn quá mà do Tết các bạn không có về được đó, bởi vì chảnh quậy chảnh quá mà Bình Dương. Ồ đây nguyên thùng mì hảo hảo đây nữa nè, mày mua lậu thùng anh đét là nhân gì tây nhân đậu. Dạ, để ngồi xử. Ừ biết tôi ăn chè nó tay ghê không? Thứ dữ mà chè là đường quốc lần tổ tổ luôn á. Em đâu Nghĩa? Mẹ đang tìm mình lực kìa. Em trong phòng, trong phòng. Bánh mì này hồi mình chấm với cà ri là khỏi chê đúng bài. Mấy bạn xài không ngủ ai hết trơn mấy. Chưa ăn bớt thử mà. Mày không có mướt hả? Không mướt hả? Mày cả nhà nha. Cái này xài tượng luôn. Chúng phải gì? Đài Loan hả? Đài Loan hả? Đài Loan. Ừ, lộn. Tượng giờ đâu có ông thầy. Xài tượng nó cũng bự bự ngang ngửa Đài Loan nữa. Chồng muốn chín rồi. Thầy Đài Loan mà chịu thấy dần dạng mày rõ ra hư rồi á. Nó ngộ vậy các bạn. Nó hư bên trong á. Nhưng mà nó già giờ nó bên trong nhưng mà bị ngon quá. Nó bây giờ cái vỏ dần vàng là hư rồi. À. Nướng thịt nướng cá gì công nghệ 4.0 rồi. Có quạt rồi. Ừ. Ăn cả với bánh mì lên nè. Này. Ghế. Ngon cực kẹo. Em cái ông nhớ biết à. Ở ba người con rể các bạn, ba con rể á, ba người luôn á. Chơi luôn.
cốt kháng nha mà. Anh khác mình chơi với Vũ xa xa nha, không bao giờ nào dắt với Vũ nha, dắt tí không á. Anh nhậu mới có nửa đường lên lên chồng con gái mẹ. Ồ, Sáu lên. Đó, cô Sáu, thứ Sáu á. Đây chú Sơn. À, chú Sơn với bác Tư là cục kèo à. Chú Sơn là chồng thứ 7 hồi nãy á. Còn bác Tư là, vợ bác Tư là thứ 4. Ủa, thứ 2 chứ chứ. Nãy giờ con quảng cáo cô Sáu có nụ cười rất là đặc trưng luôn mà không thấy cười dân trời. Nó dựng Sáu ở dưới Long Hồ Vĩnh Long lên mà. Đây là giờ đủ luôn rồi đó, 4, 5, 6 rồi đó, 7, 38. Cục gạch đó hơi cao không anh Khang? Nó ba có ít nhiều chuyện các bạn. Mình phải kêu bằng anh tại mình ba mình dây Úc. Đó anh thầy. Con trai thứ tư của bác Tư, đó là Dũng, em Úc mình, anh kế của Thu. Được Dũng ơi. Được rồi Dũng ơi. Này chấm ớt hồi chảy mồ hôi lưỡi à. Bữa nào có dẹp xuống dưới bè dưới công bữa ơi. Tôm nhóc chứ. Cũng gà vô mùa tôm nó kháng nữa là hết. Ừ, tôm khoảng tháng mấy nữa là hết rồi mùa nó rồi. Cậu nói chung cậu của chị Dung bạn cũng nuôi bè cá An Bình Vĩnh Long á. Mười mấy bè chứ. Đó nào có dịp mình xuống dưới đó mình câu tôm bữa. Dưới đó giờ đa số tôm mà cá ít. Sâu lắm. Ừ, cá giờ dưới hồi đó nhiều lắm giờ, nhưng giờ do bể cá xịu. Câu với bể mồi. Dễ giống giống lấy cái dễ giống. Ồ, nguyên đám cho giống kìa. Quá trời nít bạn ơi, cháu từ mình cho nội cho ngoại, quá trời ngồi nguyên chổng. Bây giờ ba mình với chú Sơn đồ dọn xuống. Dạ. Ai đứng lên lên YouTube kìa. Có gì không chả? Trời. Yeah. Cưng không? Lại không chú ơi. Ngoan à, không chú ơi. Không chú hai nè. Không chú hai cái. Ngoan. Lại chú hai thương. Ừ, cưng quá à. Muốn bắt rồi dân lớn rồi hả? Lớn rồi. Ở ngủ bây giờ hả? Đang chạy Út có Tư rồi. Lớn rồi chứ chắc là tâm rồi. Không thì kéo lớn rồi vậy. Ờ. Công nhang. Để cá nhang. Bây giờ chơi với các bạn đi. Chơi với các bạn đi. Không kìa. Tìm biết nó phải. Cái bài muốn nhớ nhớ chưa chưa chưa. Ừ.
Thì nói chung đám ở miền Tây thì bây giờ cũng không có làm lớn hơn bạn vài mâm, mà dạng anh em trong gia đình, bà con đồ, mà hàng xóm rồi nọ cũng gần gần nhà. Rồi cái là đám giỗ bên nhà bác Tư mình thì lần này nó đông vui hơn là đợt vừa rồi. Thì mà rồi mình mới đăng cách đây chắc cũng khoảng tầm nửa tháng mà, đám giỗ của bà Cóc á. Bác Tư mình thờ bà Cóc, ba mình với thờ ông Cóc, ông nội. Bữa nay lần này thì đông vui hơn, con cháu rồi về nhiều đầy đủ. Do Tết ví dụ mà dịch bệnh á nên không có về. Nên Tết là bên bác Tư là không có ai về luôn á, con cái. Ờ nó tao chưa xong hả? Lên bắt mâm đi. Ờ quýnh bài họ công an lại bắt ha. Đồng Tháp quê tôi mới ra con chứ. Tại con cho nó đâu có để tên con. Đồng Tháp không có ra, kiếm mà kiếm khác rồi. Lát nữa mình giết cái ra để tụi nó về tụi nó coi coi. Nó coi bắt cá bắt rắn gì đó. Cô Sáu có lên mạng không? Mà có lên internet không? Internet không? Có. Có. À để ngồi cái gì đi. Ủa chị Trinh hình như bà có kết bạn Facebook với con mà ta. Mà ở dạ. Dạ. Quá trời luôn hả? Dạ. Gì đâu mà cầm Milinda. Không phải Sài Gòn xanh hả? Bữa nay không nhậu. Bữa đó ai càng hay sao? Cái này gà vậy? Gà ché hả? Cục chà. Nào tôm, nào gà nướng nữa. Chảy mồ hôi lưỡi à. Không có tỏi hổng nữa. Có ba con đó, trong nhà ba bốn con chứ. Mặn bảy con luôn mà. Hấp bốn con chứ. Giờ ở đây chỗ mình vẫn nuôi gà tre nhiều mà. Gà nồi giờ ít nuôi. Giá cắt đi quay thôi. Lần nổi tiếng luôn. Mày mua Messi á. Dạ, chuẩn bị dọn lên bắt mâm thôi bạn ơi. Ở đó đi.
Người áo xanh xanh ngồi kéo bắc tư đó là cậu Phúc bạn, tức là em út của bắc tư gái á. Ồ, cái món này là không ngán nè, ốc. Ốc đắng mà. Ông đánh hụt cuối không à. Còn ai tài xế chứ. Dũng ấy xong rồi cho điện xô Dũng. Vô. Rồi camera đó cũng gắn quất hết mấy con gà đó. Nhiều từ mình có camera mà bị ăn trộm mang hết mấy con gà luôn. Cắp ở phía trước này luôn rồi mới ghê. Mà thằng Dũng chạy bàn. Mà đánh nồi chót. Đánh tới chiều luôn các bạn, là sáng mai về Sài Gòn á. Ít gì chuyện. Chào cả nhà cái coi. Vô rồi. Một, hai, ba, vô. Trà cái bàn này thấy náo động dữ nha. Vô bạn ngồi luôn chứ. Dạ
Rồi. Ngày chừng nào vậy em thấy? Chiều hả? Chứ không phải mai hả? Chiều vậy nè. Dài rồi dài. Mấy lần qua là đây là Đại Nam, Đại Nam. Cô đang nấu cái chai kìa. Ờ, vô cái đi. Em mặc bút vô cái anh hai ơi. Vô tí ơi, đi. Vô. 2 3 vô. Mời cả nhà nha. Nó về Vĩnh Long anh ấy nghỉ rồi. Chà, lâu ngày uống bia ngon ghê các bạn. Dạ được rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Quất láng à. Cái về. Thời gian này mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hôm nay Út Thu không có nhà nên không có ăn uống, không có bạo dữ. Chứ thường ngày có khu nhà bạo dữ lắm à. Rồi mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Hẹn các bạn clip sau ha. Giờ tranh thủ vô mình bạo mới được.